Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vì quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bài báu, nước, thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì biến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống giao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân, trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, giàu làm vì quốc vương, chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ, rồi có tiên trường thọ, đến thưa cùng đại vương, ta có pháp nhiệm màu, trong đời ít có đặng. Nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm cùi và rau trái, theo lời cung kính dâng, lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi, khắp vì các chúng sanh, siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục, nên giàu làm vua lớn, siêng cầu đẳng pháp này, do đó đẳng thành Phật, này và đỉnh vì ông nói. Phật bảo các tỳ kheo rằng: thuở ấy, vua đó chính thời là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng, tía, 10 trí lực, 4 món vô sở ủy, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cổng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rồng đồ chúng sanh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Phật bảo hàng tử chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đẳng thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rồng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sanh đẳng quả A La Hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, đẳng vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xả lời dựng tháp bằng bảy báu, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời, nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuối ngọc, tràng phan, lẩm báu, ký nhạc, ca tùng để lễ lạy cúng dường tháp đẹp bằng bảy báu đó. Vô lượng chúng sanh đẳng quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ,
nghe kinh diệu pháp liên hoa, phẩm đề bà đạt đa, sanh lòng trong sạch kính tin, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương. Chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ hoa sen hóa sanh. Bây giờ ở hạ phương, vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai tên là Trí Tích, bạch với Đức Đa Bửu Phật nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: Thiện nam tử, chờ giấy lát, cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn đồ. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen bảo. Từ nơi cung rồng Ta Kiệt La, trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Lưng Thửu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật, làm lễ xong qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thửu trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Đủ hành Bồ Tát đều chung luận nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hành thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không của đại thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ngài Trí Tích rằng: Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Lúc ấy ngài Trí Tích Bồ Tát nói kể khen rằng: Đại trí đức mạnh mẽ, hóa đồ vô lượng chúng, nay trong hồi lớn này và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thật tướng, mở bày pháp nhất thừa, rồng đồ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài Trí Tích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Kinh này rất sâu vi diệu, là bảo trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này, mau đầm thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh, hành nghiệp của chúng sanh, đẳng pháp tổng trì, các tạng pháp kín rất sâu của các Phật, nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền đình, rõ thấu các pháp, trong khoảnh sát na phát tâm Bồ Đề. Đẳng bậc bất thối truyền, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đò, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Trí Tích Bồ Tát nói rằng: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hành khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thối dứt. Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sau mới đặng thành đạo Bồ Đề. Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chúng thành bậc chánh giác. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật, rồi đứng một phía nói kể khen rằng: Thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tình vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng. Long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh, không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sanh. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với long nữ rằng: Người nói không bao lâu chúng đằng đào vô thường, việc đó khó tin. Vì sao?
vì thân gãi nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đàng thành vô thường chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhóm công hành, tu đủ các đồ về sau mới thành được. Lại thân gãi còn có 5 điều trường: 1. Chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương. 2. Chẳng đặng làm Đế Thích. 3. Chẳng đặng làm Ma Vương. 4. Chẳng đặng làm Chuyển Luân Thánh Vương. 5. Chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Lúc đó lòng nữ có một hột châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Lòng nữ nói với Trí Thích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Lòng nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đường lúc đó cả chúng hồi đều thấy long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam ngồi tòa xét báu thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát thành văn, trời rồng bát bộ nhơn cùng phi nhơn đều xa thấy long nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hồi đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lạy. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tò ngộ đẳng bực bất thối truyền, vô lượng chúng sanh đẳng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu 6 điều vang đồng, cõi Ta Bà 3.000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3.000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà đẳng lãnh lời thọ ký. Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất tất cả trong chúng hồi yên lặng mà tin nhận đó.